Dạ. nó xuyên qua một chút xíu về biển là chính trị. Có nghĩa cái này là mình cũng là phỏng đoán thôi, nhưng mà như tao nghĩ là tao không đoán, chắc là mày phải hiểu là cái bộ trưởng bộ quốc phòng ngoài Việt Nam năm nay á, mới 14 tháng mà tới 5 lần, và cái lần cuối cùng á là cái thằng cái con gì à, con mẹ nắm mà đi qua Mỹ, thì cái chuyện đó mình không bàn tới. Nhưng mà bây giờ đặt trường hợp thí dụ, nhưng mà mày mới hay cái tin này chưa, là từ hồi xưa tới bây giờ thằng Mỹ nó chưa hề nói một cái câu gì về Biển Đông đối với Việt Nam cả, đúng Đúng. không? Vâng. Nhưng hôm nay của Mỹ đã xác nhận và công nhận là chủ quyền biển đảo của Việt Nam. À, đó là tao đọc Một sự ủng hộ công khai là một với sự cả ủng hộ công khai. Cái vâng, đó trước giá cái trị ngấm ghê ngầm. gớm. Cái đó giá trị ghê gớm lắm. Giá trị ghê gớm lắm. Về mặt đường lối chính trị thì nó là ghê gớm. Dạ. Mình được lời to, đặt trường hợp Đúng rồi. thí dụ, đặt một trường hợp thí dụ, nhưng mà xuất khẩu của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gì ta không biết, nhưng mà cái điều đó mà để đi qua mà được lợi kiểu đó thì đủ má 100 con đó Không. tao không cho luôn, 100 con đó tao không cho dục rác. Bởi vì ở đất nước mình nói mình coi cho nó là rác rồi, mà rác mình xuất khẩu mình còn còn có giá trị vậy, thì tao nói mày đủ 100 Không, con tao không cho đi. thực em nói anh ấy, cầm cái chuyện đấy không phải đâu. Con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng chả nhận là đối gì đối nước nước Mỹ, đồng mà đồng nước Mỹ ý phải đổi như những gì thế. đó bị gọi Vâng. là rác đó, Dạ. bởi vì tao biết là Vâng. rác đó, Rác. mà rác cỡ đó mà cho đi Dạ. mà tao được lợi thì 100 con tao cho đi tuốt luốt luôn, đồ má thiệt mày, quan trọng chuyện đó. Vâng. À, thì nói một cách khác nữa rồi bỏ qua giữa đi, rồi nói một cách khác nữa là hiện giờ nước Mỹ đang ủng hộ Việt Nam một cách tuyệt đối đó. Rồi hôm qua Vâng. bàn thảo vấn đề kế hoạch, rồi an ninh hàng hải, rồi tẩy chất độc oxy, rồi ông có Vâng. ghé Biên Hòa rồi cũng la đại khái là vậy, coi như là có cái mình thấy được lợi nhiều hơn là mất, mà đâu có mất con mẹ đâu, chỉ mất cái đống rác thôi chứ có con mẹ đâu. Rồi bắt Dạ. bây giờ nói là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cũng có cũng cũng là À, nhiều Lộc nhân Trinh, vật lắm, à, xin không lỗi, phải sau đó mời Lộc Trinh. cái bà đó thì cũng không khác gì mấy người khác, chẳng hạn như là Điếu Cày rồi Cù Huy Hà Vũ rồi gì đó, Tạ Trần Phong Khải Hùng Thanh rồi Thủy, Trần Khải ấy Thanh là Thủy. đang đi cũ thôi, u như kỹ chứ không có, chỉ có 1 tuần đầu 2 tuần đầu rồi làm y xèo lên, rốt cuộc thì cũng đi quyên góp xin tiền dính cái gì nhà cái gì khăng khăng quên mẹ tên, mà cũng đi rêu rao hết mấy chục tiểu bang để làm chi, để quyên tiền, chỉ có tiền thôi. À, giống như là còn cái Nhưng chuyện mà coi như mà rồi xong rồi nhạc sĩ Việt Khang, ca sĩ Việt Khang. Dạ. rồi xong là cũng cũ phạm lại cũng vậy thôi, không khác gì hết đó, Nó hết cũng thời cũ gian sử dụng nó lại vứt vào thùng rác thôi. vậy thôi chứ không có gì hết. À, tôi có lấy cái đồ, tao lấy cái đồ để cho rồi giống như u như kỹ y như cũ thôi. Thì tất cả những cái chuyện đó hồi nãy giờ tất cả mọi người đã lên tới đó chia sẻ rồi, về cái vụ mà mẹ nắm qua đó thì hưởng trợ cấp như thế nào, nó đâu có nuôi đâu mày đâu, nó cho mày mấy tháng đầu năm, mấy tháng đầu để mà thích nghi với cuộc sống rồi mày tự động mày tuyển bạn, chứ ở ai mà cho, nước Mỹ này là không cho ai cái gì bao giờ, mày nhớ kỹ điều đó. À, thì tao chỉ tức cười nhất là cái chuyện mà coi cái clip gì của Nửa Dòng Trái Đất là nó quay về vụ mà biểu tình ở bên kia để mà chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á, thì tao tức cười nhất phải chi mà Đàm Vĩnh Hưng á, mà ví dụ như là một đảng viên hoặc là một cái gì đó mà cán bộ gì đó thì chống thì tao còn thấy còn có lý, còn con thằng này là đơn đơn thuần là một ca sĩ lẻ, mà ca sĩ có mẹ gì đâu. Vâng, nó bình thường thôi, vì thực tế em nói anh ấy, là cái chuyện mà ví dụ ở bên đấy người ta cứ quan trọng mỗi vấn đề, chứ Đàm Vĩnh Hưng sang đấy biểu diễn để lấy tiền, ví dụ như một cái tổ chức nào đó, vâng, ở bên Mỹ Đó đủ người đi, ta, nó đi làm vâng, từ tiền một thì ông bằng chứng bầu ở bên Mỹ người ta tổ chức, thế là người ta mời Đàm Vĩnh Hưng sang, coi là như lời lỗ tất cả các thứ thì là ở bên cái tổ chức, cần vâng, lỗ. cái ông bầu đó ông chịu, con Đàm Vĩnh Hưng coi như là chỉ sang đấy biểu diễn lấy tiền thôi. Chứ em nghĩ là nó cũng chả ảnh hưởng đến vấn đề chính trị, chứ em thì cả Đâu mà ở đây. nói không thuộc gì Vâng. quần máy chính trị gì đâu mà đã ảnh hưởng, nó chỉ dân thường mà. Vâng. Nhưng mà vui lắm là ở chỗ là tự nhiên có xuất hiện ông Nguyễn Mạnh Cường. Cái ông Nguyễn Mạnh Vâng. Cường là một già rồi, có nói là bữa nay em coi được chuyện vui quá, cái người ta hỏi sao vui đồ, bữa nay nó diễn trò luôn á, đại khái là ông kêu trò hề đồ không á, ông cười làm tức cười hề vui lắm, rồi nhiều cái Dạ. chuyện quái quâm lắm. Vâng, nhiều cái em thấy là cũng một trò hề. Ví dụ đấy cái nhân dịp này coi như Đàm Vĩnh Hưng sang biểu diễn tại Cali,
Hoặc trước kia em thấy là cũng sang biểu diễn tại Canada chẳng hạn, thấy xếp hàng coi như cầm cờ các thứ đấy, lưu xe của Đàm Vĩnh Hưng chạy vèo vào một phát đơn biểu diễn. Nhớ người Việt xa xứ ở bên này thì nhiều khi người ta vẫn ngưỡng mộ những, hoặc là người ta ái mộ những ca sĩ ở Việt Nam. Ngược lại thì ở Việt Nam cũng ngưỡng mộ những ca sĩ mà hát hay, hát giỏi, múa dẻo, múa đẹp gì đó ở bên nước hải ngoại. Thì cái điều là điều cái đó thì hiếu âm nhạc của họ, mình đâu có quyền cấm vô. Rồi bây giờ thí dụ nè, bây giờ thí trai những ca sĩ hải ngoại là về Việt Nam trình diễn đâu, thí dụ đó, rồi như là Hương Lan. Hết rồi anh ạ, hết sạch, không còn ai nữa. Đây đủ các ca sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ nó về sạch. Việt Nam mình đâu có yếu tố ai đâu. Vâng, về nói chung là ví dụ là đầu tiên, ví dụ những ca sĩ hải ngoại về thì người ta còn tò mò, người ta coi. Còn sau đó là cái thị hiếu hiếu của những người Việt Nam là cứ ca sĩ nào hát hay là người ta coi thôi. Vô tình cái cộng đồng này làm cho độ đưa làm cho nâng lên giá. Vâng. Chuyện cười. Cộng đồng này được lên giá. Bởi vì tôi nói nhiều cái chuyện thấy cái cười rùi bu. Còn nói chuyện lại về cái bà mà gì đó người mẹ nắm gì đây nè, thì coi như là chỉ một tuần đầu hai tuần đầu thôi rồi xong rồi cái không còn cái giá trị lợi dụng nữa, thì y chang như là Tạ Phong Tần, y chang như là Cù Huy Hoàng Vũ chứ không khác gì hết. Cũng rồi cũng y chang bà Kim Bùi Kim Thành thôi, mình không phải là mình rù bẻo gì. Bà Bùi Kim Thành bây giờ đã lượm lon rồi, đó là cái chuyện cái bài học trước mắt đủ đủ thứ đó, chuyện trên đời đó. Bởi vì mình chỉ nói một cái điều là ở trong nước giữa người mà chống đối thì chủ yếu là chuyện này là cá nhân thôi, rồi làm cho lớn chuyện ra, có nghĩa là em mày làm sao mày làm nó chưa được ở tù đủ, mà làm bất cứ cách nào biết sao đưa được ở tù là có người vớt ra, nhưng mà bây giờ thì còn lâu, bây giờ đối diện vâng, rất ít, vâng rất ít. Đây em thấy là bây giờ vừa nói em nói với tất cả các bạn là từ đầu năm đến giờ từ thờ ông tổng đôi chung lên này, giờ chỉ có hai người sang, mẹ nấm là người thứ hai, còn trước đó một cách đây một hai tháng là Việt Khang. Đấy, Việt Khang thì được sự can thiệp của cái ông cố thượng nghị sĩ John McCain ấy, thì ông nhờ ông can thiệp thì ok, ông John McCain thì đối với chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam là bạn. Vâng, không phải là can thiệp đơn thuần, cái này can thiệp là có cái sự trao đổi, tao nghĩ là chắc chắn là vậy, không bao giờ cũng mà Việt Nam đấy là mình nghĩ thôi, mà cái chuyện nội bộ thì mình không biết, đấy là mình nghĩ dân không mình đoán. Vâng, mình không biết thiệt, nhưng mà vâng, những sự kiện xảy ra trùng hợp thì mình có quyền nghi ngờ mà. Cái việc đó ra mình cảm thấy lợi chứ không có lỗ. Điểm nhất điểm gì là tống khứ đi một đùng rác rồi, chuyện nó không có cô là cũng bình thường thôi. Tại vì nếu tao không xài nữa mà mày cần thì rượu mà tao cho, mà tao cho mà tao được lợi thì đương nhiên là tao ấy thôi, bình thường gì hết vậy thôi. Còn những tất cả những cái câu trả lời, những cái mà cái bên nước Mỹ sống làm sao, sinh hoạt thế nào thì cáo là cái gì đó, cái gì đó nãy nói hết trơn rồi, nói chính xác không muốn gì nữa. Chống bao que. bạn của thằng Trung Vũ này, bạn học cấp 2 của nó. Ừ, đúng rồi. Dạ. Thì nó nói sạch mắt cái dân trời rồi, mà từ xưa giờ tao cũng đã tâm sự, tao đỡ Minh rồi, những người như anh Tư, như tôi Tân Bình rồi đó, đã tâm sự hết tất cả như tụi bay rồi, cuộc sống bên này thế nào, đời sống làm sao. Đã tâm hết rồi. Đâu có dấu giếm gì đâu, thì tùy theo mỗi người thôi, nhưng mà cái hệ lụy là có nghĩa là cái người Việt Nam mình lúc nào cũng có mơ mộng, mong muốn cái ảo tưởng, có nghĩa là hy vọng, ai cũng vậy, có nghĩa là khi mà ta mà không bế tắc vào cái cuộc sống, ta có tiền có bạc thì ta mơ mộng về nước Mỹ, người ta nghĩ bên nước Mỹ là thiên đường. Cái điều bây giờ này tùy vâng, người tùy hoàn cảnh và tùy trình độ và tuổi tác nữa, trẻ thì qua đây học hỏi có thể làm ăn được, chứ còn nếu cỡ già như cái bà đó bà qua đây thì bà đâu có làm được gì đâu, hãng xưởng đâu có nhận mấy người già như vậy. Chỉ có nước làm như lặt vặt, như là làm cái kiểu bưng phở bưng đồ làm neo làm niết là thôi, mà đã cả vậy thôi còn kẹt một mẹ già hai đứa con nhỏ nữa, nuôi ăn học sau này mới là chết mẹ, lúc đó là phải là bất cứ nợ nồng chồng chất, nợ gì, nợ tiền nhà, nợ tiền phòng, rồi tiền đủ thứ loại tiền nên tại lúc đó là mới té ngửa ra, chứ không phải bình thường không? Thấy đơn giản vậy chứ đâu phải đơn giản gì đâu, mà cái điều này là tao nói rất là nhiều lần, mà tất cả mọi người đều nói, chắc không có riêng gì mình tao. Bởi vì ở Việt Nam mình vẫn còn rất là nhiều người có một cái mộng là phá phách, hoặc là làm có người không chuyện không có đáng rồi, chuyện hằng dù có nhân nhưng mà phóng bươi ra xé cho to ra rồi làm đủ trò đủ ấy, có gì đứa giác ngờ giác bộng rồi đưa căng ngữ ngữ lên chi để cốt để cho vô tù, có nghĩa là khi vô tù thì mới được đó, muốn làm sao lăn xả không mà, nhưng mà em nói bây giờ là khó rồi. Vâng, bây giờ khó khăn, ông tổng thống Donald Trump mà khi ông lên cái luật nhập cư ở Mỹ cực kỳ khó khăn,
đâu có chuyện. Đúng Cho rồi. nên là Đấy mấy mấy đấy. năm trước thì vâng, từ cái thời mà tổng thống Biden tới Obama á, thì còn nhiều đấy, nhưng mà bây giờ coi như một lũ coi như là hiện nay đang sang ở bên Thái Lan này, sang trốn chui trốn lủi, không có hộ khẩu, không hộ tịch, làm việc bất hợp pháp, coi cuộc sống quá khốn nạn, có nạn gấp mấy ba mươi lần bởi vậy ở bởi Việt vậy Nam. Cái bởi tao nói thiệt mà tính quá, tính nó bằng trời tính, bởi tao nói tao thích cười, nhiều khi tao làm đêm suy nghĩ được có đất nước nào mà được người ta chuyển đi ở tù giống như Việt Nam, tao khoái đi ở tù, ở tù đi được đi, nhưng mà bây giờ thì còn còn lâu, bây giờ đối với ông Trump thì còn lâu. Việt Nam đang chuẩn bị được mà rước một đám là 8.000 mấy người là được má Mỹ đi vâng. chê 8.600 người đó đủ giải quyết đi đủ ừ. ở đó 86 người, trong đó 7.841 thằng là coi như tội phạm hình sự. Nhưng mà 86 người vâng, đấy là cái bọn đấy là toàn trước năm 1995 anh nhá, chứ không phải là sau năm 1995 đâu. Lâu lắm. Vâng. Đấy thì tức là người ta đã quen cái cuộc sống ở bên Mỹ rồi. Tức là bây giờ người ta về Việt Nam nó hòa nhập với cuộc sống Việt Nam cực kỳ khó khăn. Đấy mà không Nhưng biết mà người ta được trợ cấp như thế nào. Vâng. Có nghĩa là ở đây nói chung ta nói là không phải là muốn ăn mà lười lười biếng không phải làm là có đất được thôi, ở đâu cũng vậy thôi, không ở phải đâu làm được. Dạ. Chứ còn cái chuyện mà ngồi chờ xung lụng bên Mỹ để đâu chờ xung lụng đó, chờ xung lụng cho nên kết quả không trộm cắp cũng xì ke, không xì ke cũng tống, nói chung là tội phạm nó mới tống về, ở đâu cũng vậy thôi, thấy chưa, đó là cái bài học. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, anh làm anh xin làm để có ăn thôi, thậm chí anh đi bán vé số cũng đủ sống, cái dạng là vậy. Còn ở đây mà chờ xung lụng mà miễn đi đủ mà làm gì có chuyện đó. Vâng, nói chung là em nói anh bây giờ ở một cái đất nước nào cũng thế thôi, ở đất nước Việt Nam thế, bây giờ cái anh nào coi như là anh muốn giàu có thì đầu tiên anh phải đầu tư, tức là đầu tư từ bé anh phải có sự học hành, mà sau đó khi mà học hành có một cái số gọi là cái vốn liếng, gọi là ông có bằng tốt nghiệp đại học rồi, mà ông phải nhanh nhẹn và ông phải hoạt bát nữa và cộng một chút may mắn nữa thì nó sẽ giàu có thôi. Bây giờ ở bên Mỹ các bạn thấy cũng thế à, thì đúng vậy thôi. Nhưng mà bên Mỹ nó khó khăn hơn, tại vì ngôn ngữ bất đồng, mình lớn tuổi rồi qua rồi, mình nói tiếng Anh tiếng U đâu bằng tụi nhỏ được, như lại mình tiếp xúc hòa nhập vào cộng đồng của Mỹ này cũng đâu có dễ, thì phần bị mặc cảm rồi bị bấp váp, có nghĩa là mình ăn nói không lưu loát mà hiểu họ nói gì. Nói chung là hòa nhập, những người lớn tuổi hòa nhập ở trong một cái xã hội Mỹ thì rất là khó, còn tụi trẻ nhỏ thì nó lẹ lắm, nhưng mà người lớn thì làm sao được. Bây giờ bảy giờ bà học tiếng Anh làm sao học vô nổi, không biết các bạn. Vâng, thì vâng, cái bà già mẹ của mẹ Lấm ấy, thì bà già rồi thì bà rất là khó khăn, chứ còn bây giờ mẹ Lấm thì nói chung cũng có một tí một chút thuận lợi này. Thứ nhất là nó đã học qua cái có cái bằng cử nhân tiếng Anh, vâng, đào tạo từ xa một chút xíu thì nó biết tiếng Anh rồi, thì nói chung là nó cũng đỡ đỡ phần nào đó. Vâng. Mà tôi nói cho em điều thì cái xu hướng thời đại bây giờ tất cả các hãng sở này kia nó không có tuyển người già, cái điều nhất cái điều gì nữa, mấy cỡ đó sao mà hãng Mỹ nó tìm những bọn trẻ thôi vô trong hãng này, những người lớn tuổi làm đâu việc đâu có nổi. Rồi điểm thứ nhất là những người lớn tuổi vậy là họ không có nhận đâu, thậm chí ở Việt Nam cũng vậy nữa, các hãng xưởng là công nhân mà thấy đàn đâu có nào mà dưới trên 50 mà tăng tiễn vô đâu. Dạ vâng, mặt khác là như này, những người mà ví dụ có lớn tuổi rồi thì nói chung là thay đổi cái môi trường sống rất là khó khăn. Em nói đơn, vâng, đơn giản như ví dụ như em nói anh cầm nhé, ví dụ ông bố em chẳng hạn, hiện nay coi như mẹ em thì mất rồi, bố em hiện nay bố em sống một mình ở quê, nhưng mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh sống với em thì dùng tất cả các thứ là đầy đủ về vật chất hoặc về nọ kia đầy đủ, nhưng mà ông không bao giờ vào trong này ông sống, ông vào chơi chỉ có 10 ngày mai. 10 ngày thì ông đòi về, ông không thể sống được, mà ở quê ông sống có mỗi mình, tự nấu ăn tự nọ kia, con cái thì nó ở cách xa 1-2 cây số. Đó là khi đấy là trong đất nước Việt Nam nhé, tất cả các cái nó cũng phù hợp rồi, như là các cụ coi như là cũng không hòa nhập được, nghĩa là bây giờ từ một cái nền văn hóa ở Việt Nam sang tập tục văn hóa thói vâng. quen rất là khó. Vâng, cho nên vì chỗ đó là cũng khó khăn cho cô ấy lắm, nhưng mà thôi cũng cầu mong cô ấy được, bây giờ đừng có ấy là được là tốt rồi. Dạ. Thì một hai bữa, một hai tuần không thì bây giờ này tại sao này Hoàng Vũ này, mẹ Đấm tức là cái đứa con của cái con mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó tên là Đấm, nhưng nó có nickname là mẹ Đấm thì mình gọi là mẹ Đấm, chứ không phải là mình cái con ấy tên là Đấm mình gọi mẹ Đấm đấy, thì mình chỉ gọi theo cái nickname thôi, chứ bây giờ mình gọi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì nó hơi dài. Đúng rồi.
Cho nên là nhiều bạn ngày xưa các bạn cứ nói là cái con ấy là mẹ gì, bọn khác gọi là mẹ không phải, nhưng đấy là cái nickname của nó. Mà đứa con nó kiểu nó tên là Tí Tèo nọ kia đấy, thì nó lấy cái nickname trên Facebook của nó là mẹ nấm. Ừ thì vậy thôi, nhưng mà giờ ổn. Ừ. Thôi coi thế kêu con nấm nấm được. Ok. Ừ, Lục Trinh nghe chồng một chút nhé. Thôi được rồi, có gì vâng. Đâu thì cho cứ vậy thôi à. Vâng, thôi, cảm ơn anh.